Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay bạn ông Tám không có dân tài lưới cá sát á, nên giờ mình với ông Tám cũng chuẩn bị đi cuốn tài lưới cá sát coi sao. Hồi nãy giờ hai ông cháu mình cũng có dân tài lưới tắt mà bể đầu rồi nè, tài lưới này nè con 100 mét mà không có con nào hết trơn á, nên mình cũng xóa clip đi. Nên cũng hên là ông Tám còn dân một tài lưới cá sát đằng kia kìa, thử mình với ông Tám chạy lên đó coi sao ha. Tài lưới tắt mình với ông Tám dân vậy mà bể đầu đau thiệt bạn, không có con cá nào luôn, chủ yếu kiếm bà xà mà không có, không đúng nướng nó đầm á. Bởi vì mong bà cậu thương tình cho ông Tám chúng ta lưới cái xác này coi, bù lại tài lưới này. Nãy giờ hai ông cháu cũng ngủ từ lưa hồi chưa cho nên gách tài le chứ mà không con cá nào hết á. Ủa lục bình quá trời lục bình luôn kìa, mong là đằng kia đừng có lục bình nhiều chứ cú lưới mà gặp mấy ông lục bình này ai cũng sợ á. Đằng kia là chú Thành đó, ông cũng đang cú lưới á, sát cái vách bè đó. Còn người mình đang gãi thức ăn đó là đại ca Nam á, lúc trước cũng có thường lay gai với anh em mình mấy clip ăn nhậu trên bè á. Ông nuôi gì đâu mấy kỳ quá trời, 5-6 con á. Thường mấy người ta nuôi cá bè thường là ta nuôi mấy chó để nó về canh giữ. Ô xin chào đại ca Nam. Đại ca vui tính gì lắm. Còn bè chứ không, mà đây là bè của ông bà Hai. Còn đằng kia nó là Dương Quá. Bữa nay cao thủ dân lưới cá sát không bạn ơi, ở đó cũng dân lưới cá sát đó, đây cũng là lưới cá sát nữa nè chú Thanh. Có ông Hai bữa nay phải thời lên nồi nồi cái bù lại cái lưới này cái. Tám ông mới cuốn từ lưới nãy ra mà đổ mồ hôi giống như mưa như tắm rồi nhẹp. Con gì trơn trời. Kéo là lưới không có con ngạo đang đau thiệt. Đèn hai cũng đang nuôi cá đồ hồng. Lúc chúng nuôi cá thác lát cườm lum chân rồi cá chê. Wow wow. Giờ hiền á, chứ lúc trước mỗi lần mà chạy tới đây nó sủa, bà có sủa. Nghe tiếng máy nó sủa. Xin chào xin chào. Đó sủa rồi đó. Ủa, nguyên cái bị lưới chà vá cổng không có con cá nào. Không con cá gì chứ. Chặt mùng này thì mình hốt mùng khác chứ. Cá bự không có, giờ bắt đầu cắt cá nhỏ cái giá trị cao nè. Có cái điểm này thôi mà tập trung dân vỏ bao quang quá trời bạn, ba xuồng luôn toàn cá sát không à. Con giống có không chồng? Hả? Cá gì? Ủa, cái sủ mà đi sát bờ luôn ra. Cộng tám có ông cố muốn còng cái lưng luôn không có con cá nào hết. Cái hướng này nó hơi chói nắng mặt trời, kiểu như nó hơi tối tối mà quyền quyền ảo ảo. Trời dính ông tao ơi. Trời. Đúng là không hổ danh ông Tám thiệt chứ, ông văn gì đâu vậy, tao bè ông bủa tờ lưa hột dưa chứ. Vô dây này đụng nó nặng dữ. Nhờ chú Thành ông phăng ra, nó gướng lưới vẫn mà. Nó quắn vô dây tao bè à. Thứ gì chịu nổi. Chưa lên gạch mà còn vậy á. Rồi sức rồi. Sao không có đủ? Này không biết cái gì không? Dạ. Cũng mấy hàng lết, nó lết, nó đứt mà. Trời ơi, gì tẹt tẹt ghê hả? Dây đầu lưới. Lưới cá sát cướp nó mạnh mà bá vô cái dây này thôi rồi, tới một chuyện rồi. Wow. Lỡ nghe tẹt tẹt kìa. Còn đâu là tay lưới? Cái
Dính, dạng dính gốc không ta? Ờ, đây là sức rồi đó. Thôi, nó sức rồi bạn ơi. Còn nó lên tới đây rồi nè, con nghe lưới kẹt kẹt chỗ này rồi nè. Đó, lên đó. Trời ơi, nó quắn vô cái gì phao. Lưới vẫn bị độn. Trời ơi. Tới công chuyện thì chứ. Vì ông đè lên lưới của Vũ Thành luôn đó hả? Trời trời. Nó có xét ghê cho bạo ghê, lực ghê, đè lưới neo luôn. Còn gì đó mắc. Đúng dân chơi không sao mưa ghê ổng thì. Ủa dưới kia đó. Lòng nó mới chạy xuống. Lòng mạnh nó mới đạp ra. Nó đồn lưới kiểu này mà phải thợ nó vô ngay chăng lọt xuống cái ổ cá thánh thằng ra nó dính chắc chóng mặt. Còn gì đâu. Đi lên cầm dây nó lăn còn gì lưới. Lên cầm dây nó lăn chịu gì nổi. Nếu không lao thì không nổi. Trời ơi đụng mà lưới nào đưa vô cầm dây còn kiểu không nổi. Cầu đủ mà cầu lưới bằng chì hay gì. Như 20 hả? À, ông Tám dàn lưới kiểu này mấy tiệm bán lưới vậy mau bán lắm, bán đắt lắm. Những cái cá mắm trên trời. Rồi, đó. Mà không dính trong vợ, không dính nó trời. Mà cái vợ thấy chứ khó bắt lắm, mấy con dàn dưới cũng vậy vậy. Kìa, dự có rảnh bạn ơi. Đó, có rảnh đó kìa. Toàn là cá rảnh không vậy? Thì chủ yếu bắt cá sát mà. Hai con cá rảnh rồi đó. Cá rảnh này ở đây thôi thua bạn ơi. Tám bắt vậy thôi chứ bán buôn không có được cái gì. Dây dài dữ vậy? Mình thường văn lưới cái sáng mình bao bè này thường tỷ lệ xác suất có cái khá nó cao. Tuy rằng có thể nó không nhiều nhưng mà kiểu có lây gai. Còn mình căng ngang xong mình thấy nó hiu lắm. Nhiều lúc đúng nước nó thì dính nhiều lắm, chút đậm nhưng mà nhiều lúc chất quá à không có con nào luôn á. Còn văn cặp mấy bè này làm khi cá nó ra vô nó ăn, nó ăn thừa đồ này nọ lỗ tới lỗ lui á. Mà sao kéo lên thấy toàn cái rảnh đó, cái linh vậy? Ừ cá linh nữa bạn ơi. Cái linh ghìa qua tay của ông Tám thành cái linh sình này đó. Mà cái thứ này đem về em kho khóm kho mà ghiệu ghiệu đi thấy cảnh kiểu ngấy. Không mà phải công nhận thịt cá linh ăn béo thiệt. Kìa nữa ông Tám ơi. Cá linh mới liền vô nhảy nhảy ra luôn rồi. Đâu? Phóng ngay xong rồi. Vậy cái đục ông Diệm nó phóng được chạy. Không được. Cái đục ông Tám nó cao lắm mà. Thành lưới ông chưa lên chưa hết ông ủi rồi đó. Bởi vì văng ở sông Tiền này lưới nào chịu nổi. Gốc quá trời gốc. Do đó sạt lở bởi vì ba cái gốc cây hàng cây rồi mấy cây này nè sập xuống hết trơn. Rồi nhà cửa bê tông u tù lưa bởi vì vợ dưới nó đặt sạch chứ. Bởi lưới bổ xuống là lụm bổ xuống là dính. Trời bạn đồ đẹp tính đi chơi bạn gái gì trời. Giờ dạ, con tao diện sơ mi lên là nhìn không ra luôn đó. Mới bàn cá mà tốn hết cục gạch. Đó, trời ơi một cặp luôn kìa. Ủa có linh dạo này sao nhiều dữ ta. Ở bữa mình với ông Tám văng ra lưới bao bè cũng gần sức của củ sủ bạn. Dính cái linh cũng nhiều ghê luôn á. Chứ nãy giờ cũng vậy kéo lên vài con, kéo lên xíu mà vài con rồi. Ủa bà Hai bữa nay có bè không thấy không bà Hai? Bà ông Hai, bà Hai á sao không thấy bà rồi? Không nghe giờ, giờ ông Hai lớn tuổi còn không nghe luôn. Chà nó cái gì không nghe luôn, còn tính ra còn già hơn Tám nhiều.
Cũng hai vậy, tao cũng hơi lãng lãng rồi, bạn nói không sát bên nữa, không sát bên nó ông nghe luôn. Lớn tuổi rồi. Ồ, dảnh nữa kìa. Đó, lại là dảnh nữa. Sao có dảnh không vậy? Cái dảnh này thì ở đây giá nó bèo lắm, cho dù bà Tám bán cái chạy xe đét bán lẻ nữa có giá không nhiêu. 25.000 hết đáp, tại cá này cũng tương đối nhỏ, tại lưới 4. Còn thường lưới 7 anh em mình thả cũng có 25.000 chứ nhiêu. Chứ sao gì cũng dính cái dảnh không à, hút hút đi. chứ sao gì cũng dính cái dảnh không à, hút hút đi. Thì ghê quá, cá sát là dính cái dảnh với cá linh không à. Ôi kia hôm nay cũng chụp cá nè, còn cá đó bự rồi không? Nuôi chắc cũng được gần 2 tháng hơn à. Mình thấy chim trong chanh nó đẹp quá. Nãy giờ mang tiếng dằn lưới cá sát chứ chưa thấy mặt mũi con cá sát là gì luôn. Trời ơi, con này nó lên cả đùi kìa bạn ơi. Còn cái dảnh với mày vú không ai ơi? Dạ. Cá sát nãy giờ chưa thấy con nào hết á. Còn là dảnh với cái mày vú không? Mấy cái bà dối này phải thời đem đi nướng thì thấy cảnh chấm mắm me nhức nách á. Anh thả cho mẹ nuôi con nhà bá. À cái bà dối này nuôi cũng bự lắm, bà ba giang hồ cũng nuôi mấy con thấy cũng bự lắm. Ừ, mùi dối con coi nè, nó tủng tẳng. Mặt lù. Đại ca nãy giờ cười cười bạn không sai đổi xiêm mi thấy có khác liền không? Nãy bạn có quần xà lõn ở chằn thấy sao không? Bây giờ chơi đồ vô thấy một trời giật liền không? Còn cá hồng sát bè bự dữ tại cá ngoài thiên nhiên đó bạn, trong bè nó xuất ra đó là dảnh nữa. Ủa, cái này chuẩn bị cái dảnh rồi. Ờ có lưới của chú Thành ông gửi cho bè có ông hai rồi kìa, bị nó lại dài dảnh. Ô trời, một chùm luôn kìa bạn ơi, mè dúi. Ồ dưới nữa kìa ông Tám, ô một nụ dưới nữa kìa, đánh thằng á có dính bạn con kìa. Ớ lạnh chưa, cái này nói vậy số lượng là chùm rồi đó, cá không đặc sản. Mà đều chất lượng thì không được bao nhiêu, nhiều khi này nghĩ cũng tiếu bạn, nhiều lúc nghĩ cũng không hiểu nổi ký cái xác là bằng biết nhiêu ký cái này, 5-6 ký á. Đó là mấy cái bị lưới của chú Thanh mới cuốn lưới neo đó, ông gửi lên bè của ông hai nè, quá chạy lưới đủ thứ loại. Còn tao hồi đồng xuống nó lưới xong tao chạy ra tao bỏ lại, tao bỏ ăn chưa rồi tao xuống tao có lưới nào cái này nè, xuống xong chạy ra bỏ nó nói ngoài bỏ mẹ luôn à. Ngâm luôn bỏ chưa chạy xuống có chưa đi ra mà ra bỏ lưới một tấc chẳng với thả cá kết rồi. Nước này nước kém mà. Bữa nay là hôm qua mấy tay đó bổ lưới neo hình như là 11-12 mấy, 1 giờ bổ gì đó. Bổ tới 6 giờ chiều mới cuốn mà. Giọng nó mạnh đâu. Được, cá sát đâu, cá sát đâu, cá có chất lượng đâu, Tám ơi. Nó bỏ nữa kìa, quá trời cái dảnh. Cái dảnh dính cái ớt lạnh chưa. Cái này mình lấy tại lưới 7 bổ vòng vòng đây, lưới mấy anh em mình thả lưới mình dính bằng dặn bạn dính dữ lắm á. Tất nhiên là lưới 7 cá dính sẽ bự hơn rồi đó. Kéo lên toàn cái dảnh không. Mấy bạn nào thích xem dính cá nhiều á, xem mấy cái lưới này coi nó đã nè. Điều cá nó không được bự hung tại lưới 4 mà. Đó, tại cana mình không nuôi đâu, quá trời 5-6 ẻm bên cái lòng bên kia mấy con nữa, cả chục con á. Cho bè ra đùm lum mà giữ sợ giữ không nổi, sợ giang hộ hiểm mát. Đây là cái dảnh nữa. Trời ơi kìa, cái dảnh không, ba con gặt ghi luôn, tư gì chịu nổi chứ.
Bữa nay là ông Tám đem cá về cho bà Tám nào trả, chứ không phải đem ra chợ bán như thường ngày nữa. Nào trả xong rồi mới đem ra chợ xét bán. Mà cá này về chắc kia bà Tám mới nhận lắm. Tại vì cá kia dính xong đem ra chợ bán kiếm tiền liền. Còn cá này về bà phải bỏ công ra nạo nữa. Nào trả cá luôn. Ủa con này, cá hồng bắt đầu nó lại rồi nè. Ủa nó đẹp. Xin chào, xin chào. Ba đại ca. Trắng có, đen có, đầy đủ. Hắc bạch lượng đạo. Dưới phong độ tình hình như vậy có thể là kiếm được khoảng 2 ký mấy, 3 ký cá dảnh. Ủa cái phao này con để đâu con không thấy không ta? Tại vậy sai dữ vậy? Sao cái gì phao nó dài chứ lưới đầu tới đó. Cái lưới con Tám này, tay này hình như có 120 mét rồi bạn. Hai cây lưới nè. Do sông ở đây nó sông sâu quá đó, bởi vì thường là ai cũng vậy chứ. Cái gì phao mà lưới nè, họ làm dài dữ lắm. Vậy mà đôi khi mấy chỗ hiểm hiểm, hiểm hóc là nó không tới luôn á. Dây 5-60 mét á. Xúc lít bè tỷ lệ cá lân hơ cũng nhiều. Đó. Con cá linh, con cá dảnh. Mà ở đây cá lân hơ mà xúc lít bè, tức là cá sát đó, còn nhỏ đó. Ở đây bán cũng được, khó bán lắm. Cá sát mình giăng lưới 3,5 phân dùm khi họ còn kén chọn á. Tuy gần cá thịt ăn ngon thiệt nhưng mà họ còn kén chọn. Hồi nãy giờ dính cái linh cũng nhiều chứ. Tìm chứ gì trời. Nó thấy con tìm lên. Dảnh lên cái gì? Sẵn mắt lòng tin với ông Tám phải nói cách xét cái đồ dồ rồi chứ. Đó, không phải có phao bạn ơi. Được cá không chứ? Con thấy tìm lên kỳ ta. Kìa, đó nó đó, kìa dưới con nó kìa. Phải nói không? Còn cái dảnh, nó nãy giờ chờ đợi nhiêu đó bạn ơi, xin kỳ. Mình dàn lưới chủ với bắt nó với cái xác mà không có sao được. Ít gan khuyến mãi trong Tám vài con chứ. Cái thứ đó phải bẻ ngạnh, nó không còng nhưng mà có tiền. Dính xác như nhiều phao luôn. Thấy còn tim dưới nữa nè. Nè, tim nó lên nè, nó mặn. Chạy mày, nó mày. Xin kỳ. Trong góc chà vá lửa. Đó. Nó là kìm tắm rồi, dưới con nó kìm tắm rồi, vô rồi ha. Bởi vì đâu bắn tỉa con kỳ gì, ở bài đèn mà. Thường khả quan bạn ơi. Được. Thứ này nè, về bà Tám bà mới thương con Tám nhiều. Mới còn làm món chiều đãi thịnh soạn cho ổng. Chứ đem mới cả dảnh về không là mệt mỏi, lại quán ăn khô quẹt á. Mấy thứ này hấp được bình đá lắm mà, nó mua đổ mắm. Thường á kéo câu á, ông Tám cũng còn kéo theo đuôi thuốc chứ còn mà đi giăng lưới này coi như thua rồi đó. Ngậm không à. Vậy trưa nay Lan Hoàng con đi với ông đem nhớ đem điện thoại nha. Tại ông Lộc giăng lưới khoảng 6 giờ ông mới cứu. Thì đó, mà nếu ông cứ đem điện thoại, nếu con lên được thì con điện không? Thì tại giờ trưa con không có về. Lên hàng ơi, lên hàng nó coi, tới rồi, tới ổ nó rồi. Cá nhỏ lọt lưới, nhưng lưới 4 tăng nhiều còn lọt. Đó, bởi vì rồi sao chị thóp với ông Tám luôn. Con nào nó xứng đáng ông Tám ơi. Mình mạnh không hả? Cá đẹp đẹp không? Cá đẹp không hả? Con cá nó bán mới đã. Bán mười mấy, 15, 16 con vô ký rồi. Con cá đẹp thiệt. Cái thứ vậy đem ra chợ bán kêu ta không mê rồi ngồi cái lại xuống chưa nóng đít lụm liền đó. Vô rồi Tám ơi, vô rồi ủa nãy giờ chờ đợi có nhiêu đó bạn ơi, phải đầu lưới kêu nó dính được gì đỡ quá trời. Tám phải gà rồi thì ra nở khúc dưới đây vậy mà Tám canh me chụp khúc bên kia
cũng gặn hết lưới chứ bở gì 120 mét nè. Cái rảnh ồ cái đó bắt tám đó, bắt tám đi câu tôm, tức là anh của đại ca bự á. Lúc trước mình cũng có quay mấy clip bắt tám ông dân cầu cá sát á, dân bằng mồi dế lâu à, 3 năm mấy 4 năm. Kè nữa rồi ông Tám ơi, nó ở dưới đây rồi ông ơi. Vậy mà ông canh me trên kia, phải biết vậy nè, ông Tám văng dưới đây là trúng mà, trúng đậm mà. Cá mắm đâu biết chịu được, bữa nay chỗ này mai chỗ kia. Cái gì văng nó đi tùm lum hết trơn, đâu có nó biết được, đón được. Đón được làm giàu thiệt chứ không phải chơi. Hôm nay cá đẹp đẹp không, con nào nó bành bành luôn. Thời tới rồi, thời tới đây cái ơi, cản không nổi đâu. Cái này nó không phải là ngay ổ, tức là bắt con cá này là con cá đi lan đi ăn mồi nè. Chứ ngay ổ nó không phải dính kiểu đó, là nó dính lẹo lưới luôn, xe viền luôn á. Mấy bạn cứ tưởng tượng đi, một tay lưới vậy có 120 mét, nhiều khi quất mười mấy gần 20 chiếc cá sát vậy đó. Đó nữa đó, cứ la gai cũng được. Điều điều đi gần không phải chụp ngay ổ. Hồi nãy giờ gom lại tính ra cũng 1 ký mấy 2 ký cá rồi đó, tính hết luôn á, không phải giỡn đâu. Lộ tủng tản ngự dân nè, còn nữa chưa hết đâu. Thời tới cản nổi với ông Tám rồi, lưới nó gách gách vậy đó mà cá dính là nó cứ dính nè. Đó, ừ đã đó bạn. Cái đó là cá sát đó. Giá cả thì thành thì nó cũng 9-10 với cá sinh kỳ nè. Mắc hơn cá sinh kỳ một chút. Mắc hơn là nhờ cái độ béo, cá sát nó béo hơn. Bởi vì giá thành nó cao hơn chút. Ừ. Mới không ngủ công Tám kéo ra lưới đổ mồ hôi. Phải bù lại ta lưới kia chứ. Phải nãy biết dằn luôn cái lưới này ha ông Tám ha. Cái xác nè. Lưới không có xác còn mà. Không có con tà mà hả? Đang mặn nha. Con nhớ không còn tao lưới ở đây nè, lưới này lưới phao, lưới thả, cũng lưới cái xác mà lưới thả. Ông lưới thả đây ông dằn đây được à, nó thành lưới neo luôn chứ không phải giỡn đâu. Nó hơi cạn mà ông đi tới cái chục sải mấy sải. Ông dân chơi sợ gì mưa ghê. Ổng lựa là ổng là giá trong tiền lựa điểm hiểu ông văn mà. Ủa lên nữa kìa bạn ơi. Bữa nào ông Tám văn lưới dính còn cá tiễn lựa không à. Hàng chất lượng cao không đó. Bạn coi con nào nó bự kìa. Ừ, thứ gì chịu nổi trời. Mà ta lưới này mà phải hải mình văn cái này mà kiểu văn ra mình dễ vô ha, kiểu chữ V ha. 60 mét lưới đâm ra 60 mét lưới dễ vô. Trời ơi dính đã lắm trời. Nào chuẩn bị lên nữa nè nha. Nó cứ dính phần kiểu này là thấy coi như là đạt đó. Nãy giờ nếu gom gom cả ký rồi đó, chứ không phải giỡn đâu, mười mấy con là ký rồi, cá nó bự rồi. Còn thường như cá mà tầm chung chung khoảng 22 đến 23 con vô ký. Đột dương góc nữa đột. Cái chỗ này hình như là lúc trước ông Tám dính cá bà xà phải ha. Cái chỗ này nữa cũng lưới cá sát vậy nè, ông bận cá bà xà 14 ký, cái đây cũng năm mấy à, cũng lưới gạch là lưới cá sát này nè. Ông bợ chỗ này nè dính cá bà xà 14 ký, bạn tin nổi không, lưới 4 á. Chỗ này nó hơi hiu rồi ta, dính khúc đằng kia không hả? Gần hết lưới rồi, có 120 mét. Kiếm vài con nữa, nửa ký nữa cũng được. Rảnh rồi, cái rảnh luôn. Tám con lưới từ giờ, từ chỗ này bây giờ cũng lên tới mua xuồng luôn rồi, giống như dân câu vô
có nào bữa nay thải thải tán con ba sai giống như hồi đó không, 14 kg không, thằng hai ông cháu ăn mừng chứ không, phóng xong ăn mừng luôn thiệt á. Lập thời tiết nó đang nóng nực nè, đó nguyên cái ghe thức ăn, cái ghe thức ăn mà cho cá đều hồng đồ ăn người ta giao. Giá thức ăn năm nay trời nó lên như đại bác. Ủa tìm bự như ông Tám nè, tôi dựng cá ba sa 14 kg như giống như lúc trước đâu, kìa kìa thấy không nè. Ê, con trời nó lên quá trời vậy. Hay là ông trò nè, nè. Trời 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 trời. Lớn này không ăn. Con gì trời trời, thằng ngu chứ sao ăn luôn Tám ơi, cá bự à. Nhưng mà bự con bảo đảm không luôn, tim dữ lắm tim. Hồi hộp quá. Những cái thứ gì chưa tới trời, cái tim bự lắm nha. Tám này ổng lâu lâu ổng khỉa mấy con Hugo mà không tin nổi á. Không có gì vậy? Ở chợ là mừng hút trời. Mà tim mặt trò nó cũng đâu có bự dữ vậy ông Tám ơi. Tim này tròn quay út. Tim tròn quay chà bá mà. Tim giống như kiểu tim có hồn. Tim nào tim lấy bằng cái chén. Căng gu gu luôn. Ừ, gì chịu thấu không? Trời tự làm mình mừng hụt bắn. Tưởng đâu hốt hàng khủng gì rồi. Mà thấy lưới 4 như nó lợi hại lắm đó. Nhưng khi hên dính khìa dính con cá mười mấy 20 kg chuyện bình thường mà. Điển hình như ông Tám nó bận cái sao 14 kg đó. Kìa nữa rồi chúng bày gốc gò rồi tới công chuyện luôn rồi. Mà gốc tim nó đâu bự dữ không Tám? Tim con nào nó bự lớn gì mà. Kìa rồi rồi rồi. Kìa ông nhìn mũi xuống ông kìa. Rồi tới công chuyện rồi đó. Một đống gốc. Cái tim nó hơi bự mà. Mấy gốc. Còn tim mặn mặn mấy cái xác. Tim cái xác nó nhỏ hơn. Rồi luôn rồi tới rồi đó. Chanh ne dự lâm cái thứ này. Vậy mà còn dính. 10.000 ký không có người mua. Đau đầu thiệt. Tám giờ bắt đầu thấy cảm thấy trong lòng bất an mệt mỏi rồi. Cái thứ này nó ở sông Tiền dữ lắm vui. Trong lòng hết vui. Để cái này là nó thiệt không Tám, nó thiệt các bạn. Ở đây dân lưới ở đây người dân này dính gốc là trong lòng họ không vui. Cá nhiều nhưng mà không vui. Bán không có được. Sao đừng dính mẹ hơn. Cái thứ nó bẻ ngạnh cũng khó hơn cá út nữa, ngạnh nó cứng. Cứng hơn con cá sát ngạnh. Mong là dặn hết, thấy tim nó vẫn còn dưới, cái ba con lên trên tim vẫn còn dưới. Còn. Còn xiền luôn. Đang dính cái đầu dò cái sáng ngon lành tự nhiên lại đây hốt bài cốt rồi đúng quá trời đậu, quá trời đậu thiệt chứ. Mà cái út này á là mình văng lưới gạch này nè thì mình mới dính nó thôi, chứ còn mà lưới thả này mà, là ít cái dính đó, tại cái loại cá này đỡ sát dưới đất á. Ồ hên sinh kỳ kìa chứ không phải cái út không, nhưng mà cái út còn, con nghĩ là còn hái cái tim nó tim gốc. Tim nó tim gốc thôi anh bà đừng, con sinh kỳ luôn đỡ quá. Cái điểm này cũng sinh kỳ cũng mạnh lắm mà ông Tám, phải không? Chỗ này nè, thấy ông với đại ca bự cũng thường bào chỗ này đó mà. Đó ở sinh kỳ ông Tám ơi, mừng quá ông Tám ơi. Nó tìm nó tìm sinh kỳ này đợi mà tìm nó tìm cái út mà không lẽ mình sợ là sợ ba con nãy lên xong rồi tìm nó lên sao. Chứ ở đây bạn dặn mình lăn văng lưới nó cũng quen rồi, tại thường văng cái xác cái út này mình nhìn cái tim là mình biết con cá gì rồi. Tìm nó khác. Bữa nay được cái động Tám văng lưới dính cá thật cá bự bự không.
kiếm thêm vài con len ngoe nữa được. Như hết lưới gì rồi, lưới có 120 mét mà kéo nó mau đó. Được ông Táo ơi, hên ông Táo ơi, được được được, quá đã quá đã. Lên lai sương sương. Ồ bữa nay gần cũng được cái máy rồi nha, cá bự ra tăng lên rồi, cái gửi hơi giống được dư sức à. Nói về sinh kỳ không á nha, 8 hên nhất của cái chót. Tưởng đầu nãy hai em cháu nghĩ là bể đầu chắc rồi, toàn cái rảnh không. Còn em nào nữa không? Còn lưới là vẫn còn hy vọng. Còn cá út. Như còn út. Bữa nay tính ra dính đầy đủ mặt cá luôn, cá nào cũng có. Có phao ổng mà coi hết lưới mà tới cái phao nó còn tới cái phao đỏ, bạn thấy dài ra không? Ở đây sông nó sâu á, mới xài cái gì phao ấn lạnh. Nổi lưới lên kìa, hết lưới rồi. Chuẩn bị chương trình chúng ta tới đây là kết thúc. Tại vì thấy phao nó đã nổi lên rồi. Cô bà cốt là thứ gì chịu nổi vậy không? Ở sông Tiền một đống. Hết lưới luôn, lên gạch. Rồi cái gì phao của 18 thâm thẳm chiều trâu luôn. Bữa nay thành quả được bạn ơi, hên nhờ vớt vát được tay lưới cái xác này. Hai chồng mua cá khờ đó, thằng bè đắng á. Hai chồng nó có cái nuôi bè, bè cá bên Bình Thạnh á. Rồi mình vừa nuôi bè đó, rồi mình đi thu mua cá khờ nè, cá hồng rồi đó, về sẽ làm khô bán. Nghe nó bán khô ếch luôn ta. Ăn ếch còn á, ếch bệnh á. Rồi ếch tao nuôi á. Ếch không, nó bự hơn con nhái nhiều. Bữa đó con mua mấy ký này nó bự lắm, nhìn con biết con ếch mà nó bự hơn con nhái nhiều lắm. Trời làm khô ngon lắm không? Trời ơi làm khô ông lai ra ông nhức nách luôn á. Ăn rồi. Trời ơi mấy vũ nữ chân dài nổi tiếng miền Tây mà không ăn hả? Bữa nào để con ấy mua cho ông ít. Ăn nhậu con nhậu đã luôn. Bé ngót luôn. Mới lấy siêu mẫu mới có mua ít á. Giờ hai ông cháu mình thu dọn chiến trường chuẩn bị rút quân về thôi. Hên bữa nay bạn ơi hốc hồ chót. Hốc được tay lưới này. Ngồi lại xong rồi. Bữa nay hên quá, ta lưới cái xác bù lại ta lưới tắt. Bữa nay tính ra cũng đỡ à. Số lượng cũng có mà chất lượng cũng có. Chất lượng là nhà cái khúc gần hết lưới dính mấy cái sinh kỳ đó. Chắc cũng được ký mấy. Ký mấy cái sinh kỳ là ngon rồi. Không phải ngon gì nhưng mà dạng mình kiếm tiền xăng, tiền công chút đỉnh đều được. Thì một ký nó cũng tầm 100-101 à. Đỡ vớt vát được cái ta lưới sao. Ủa cái da mỏ càng thủ câu cá đó, cá hè với cá mì dinh đồ nhân da mỏ đó, thường cá tập trung ở mấy đầu da mỏ nhiều, lấy câu chút ra giật hồi cũng kiếm được bữa cơm gia đình vô tư. Trời thì cũng đang chuyển mưa nữa chứ, nắng nắng mà thấy trời cũng đang tù lùi luôn. Ở sẵn đây thì mình cũng quay thành quả luôn ha, tại vì cũng cho ông Tám cũng tranh thủ cũng về nhà mà. Công hộn ngược nước ổng chạy cái xuồng nó hơi nặng nó lâu. 1, 2, 5, 10 khối đó, mình thấy đã chưa. Giờ cá của ông Tám không phải đem về nhà đó, rồi rộng rồi có lúc rồi đem ra cho bà Tám bán á, nên mình không có căng ký được, bạn thông cảm nha. Còn với cụ có sủ đồ với siêu mẫu thì nhà có sẵn đó, rồi bắt trước sau gì cũng bắt lên mình căng rồi mình bán cái mối đó, rồi mình sẵn đó thì mình căng luôn nó tiện. Còn ông Tám thì cũng phải chạy về nhà bạn, cá nó, nếu mình đem lên căng thì nhiều khi nó yếu nó chết nữa thì bán không có được. Bởi vì mấy bạn thông cảm giùm. Này nè, đó, sinh kỳ. Còn này cá linh nữa, cá linh bữa nay cũng nhiều ghê ha. Cá linh này ở trong tiền có quanh năm luôn, mà đều có linh, cái linh khú dạ không à, xương nhiều. Cái mấy cái linh này mấy bạn phải chịu khó kho, kho khóm, kho cho nó rượu luôn á, cho nó mục xương á, ăn ngon lắm, nó ngấy. Còn mấy cá sinh kỳ thì chủ yếu là mình nấu lẩu, lẩu mắm á, hay là ấp lục bình hay kho lạc. Còn này là mấy bà Australia nè,
giống như cái lăn con nè, giống như cái chốt nè, nó ná giống hai loại cá đó đó. Này mày dúi nè, rồi nhanh dữ nè, cái rảnh nhiều không nó, ở nó cũng nhiều đó. Thôi chào bạn nha, hẹn bạn nước sau nha, để hôm nào được nước nữa mình với ông Tám đi bào tiếp nữa bạn ơi. Mình bữa nay cũng đỡ hơi hốt ụ chót. Thôi chào bạn nha, hẹn bạn nước sau nha. Giờ cũng tới bến tập kết rồi, trời cũng đang chuyển mưa, gió thổi hiu này là bạn mưa thiệt chứ không phải chơi đâu. Đậm gầy cũng có mưa lai gai. Thôi chào bạn nha.